từ vựng chủ đề thời tiết. Hello, tại sao khó? Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiếu Tiếu đến từ Tiếu Trung An Ta đây. Hôm nay ở chỗ mình thì trời mưa rất to. Vậy mưa trong tiếng Trung sẽ nói như thế nào? Ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu các từ vựng liên quan đến chủ đề thời tiết nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chào mừng, khai sử bạ. Chị chế Chuân thiên Chuân thiên Xia thiên Xia thiên Chiu thiên Chiu thiên Đông thiên Đông thiên 雨季雨季旱季旱季气候气候天气天气预报预报 暖和暖和热热冷冷凉快凉快舒服舒服干燥 干燥潮湿潮湿晴晴阴阴雾雾下雨下雨 雨暴雨打雷打雷下雪下雪刮风刮风台风台风地 震地震彩虹彩虹温度温度 Các bạn đã xem hết video và ghi chép đầy đủ rồi đúng không nào? Chúng mình hãy luyện tập hàng ngày đến khi thành thạo nhé. Và đừng quên ấn đăng ký để cập nhật nhiều những video bổ ích hơn nha. Tiếng Trung không khó vì có Alpha. Zaijian.